Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ hai ngày 20 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin mất tỷ đô, hủy khăn dầu khí, Bộ Chính trị Việt Nam đầu hàng Trung Quốc. Sau vụ Repsol buộc phải rút khỏi Biển Đông, khiến cho Việt Nam thiệt hại 1 tỷ đô la để bồi thường, thì mới đây vào ngày 9 tháng 7 năm 2020, Liên xanh Rosneft của Việt Nam đã tuyên bố hủy một hợp đồng khoan với công ty Noble Corporation xuất phát từ sức ép của Trung Quốc. Rosneft Việt Nam là liên danh giữa tập đoàn Rosneft của Nga 35% và ONK 45% của Ấn Độ và Petro Việt Nam chỉ có 20%. Trong liên doanh này, Rosneft là nhà điều hành và đây là công ty có 50% vốn của chính phủ Nga. Việt Nam Noble hợp đồng trước đây đã bị hủy bỏ. Đó là dòng tin báo vỏn vẹn trên trang web riêng của Noble vào hôm 9 tháng 7. Noble là một giàn khoan treo cờ của Liberia thuộc sở hữu của công ty Noble Corporation, một công ty đăng ký ở Anh, hoạt động ở Cayman, Island. Giàn khoan này tới Vũng Tàu vào tháng 4 năm 2020. Đến tháng 5, trước nguy cơ của Trung Quốc, chính phủ Việt Nam đã họp cân nhắc triển khai Noble tại mỏ Phong Lan lô 0601. Đây là hình ảnh bản báo cáo của Noble vào ngày 9 tháng 7 năm 2020 cho thấy hợp đồng khoan thăm dò với Việt Nam đã bị hủy bỏ. Cũng tại vị trí này vào hồi năm ngoái đã khoan thăm dò trong áp lực của nhóm tàu Hải Dương Địa chất 8 và máy bay ném bom của Trung Quốc. Cũng xin tiết lộ một chi tiết rằng giới học giả Trung Quốc đã biết thông tin về kế hoạch khoan của phía Việt Nam trước khi cộng đồng người Việt nói chung biết, và họ đã theo dõi chặt chẽ sự chuyển động của tàu khoan Noble kể từ khi nó di chuyển từ Myanmar đến neo đậu tại Vũng Tàu. Và có lẽ để củng cố cho áp lực, vào ngày 10 tháng 6 năm 2020, Trung Quốc đã cho triển khai tàu Hải Dương Địa chất 4 xuất phát từ Quảng Châu vào ngày 10 tháng 6 đến ngày 18 tháng 6, Hải Dương 4 đã tiến sâu vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, cách đảo Phú Quý từ 120 cho đến 220 hải lý. Tàu khoan Noble tới Vũng Tàu từ ngày 30 tháng 4 sau khi kết thúc nhiệm vụ ở Myanmar, dự định đã được triển khai ra mỏ Phong Lan Dại từ tháng 6, nhưng sau đó đã phải trì hoãn để chờ quyết định cho phép. Cho tới khi thông báo hủy hợp đồng với Rosneft, tàu bị trễ hơn một tháng so với kế hoạch, với giá thuê tàu được tính theo từng ngày. Được biết, giá thuê trước đó với bên Myanmar là 135.000 đô la trên một ngày. Cũng trong khoảng thời gian này, các tàu của khảo sát Hải Dương 4, tàu khảo sát Hải Dương 8 vẫn đang hoạt động gần khu vực, và tàu khảo sát Hải Dương hướng Dương Hồng 14 trọng tải 3.141 tấn của Trung Quốc thả neo tại Đá Chữ Thập từ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Không phủ nhận việc Trung Quốc gây sức ép, ông Nguyễn Lê Minh thuộc Hội đồng Biên tập và Phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam, nguồn tin thân cận với các lãnh đạo ngành dầu khí Việt Nam đã nói như sau. Đây là giếng khoan thẩm lượng phía ngoài mỏ Phong Lan Dại, nên nếu để căng thẳng leo thang sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động khai thác của mỏ này và các mỏ lân cận trong lô 0601 như Lan Tây và Lan Đỏ. Chưa kể còn ảnh hưởng đến tình hình khu vực như bể Nam Côn Sơn, nơi có tàu cá và tàu bè quốc tế qua lại. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ, chính phủ đã thông qua cho Petro Việt Nam đã thông báo với nhà điều hành Rosneft Việt Nam cho dừng chiến dịch khoan của Noble Corporation và rời sang năm sau. Về chi phí bồi thường, ông Lê Thanh Minh nói ước tính chỉ khoảng mấy triệu đô la. Thứ nhất, về chi phí thuê giàn khoan, đương nhiên phía chủ nhà Rosneft Việt Nam có ảnh hưởng, song không nhiều vì chỉ phải trả cho Noble Corporation chi phí hủy hợp đồng mà thôi, ước tính khoảng mấy triệu đô la. Đây là hình ảnh giàn khoan Noble. Thứ hai, về sản lượng khai thác như kế hoạch năm nay, việc dừng giếng khoan thẩm lượng này sẽ không ảnh hưởng gì đến sản lượng khí của lô 0601 khi các mỏ hiện hữu như Lan Tây, Lan Đỏ đang khai thác ổn định. Cũng cần biết khí từ lô 0601 cung cấp tới 9% điện năng cho Việt Nam và việc đảm bảo các hoạt động xuyên suốt là ưu tiên hàng đầu. Về dài hạn, quyền lợi của các đối tác trong liên doanh Rosneft Việt Nam sẽ không bị ảnh hưởng gì vì hàng năm có tính đến trượt giá 2%, điều chỉnh tăng trong thời hạn hợp đồng dầu khí còn gần 10 năm nữa. Cũng theo ông Nguyễn Lê Minh, về mặt chính trị, ngoại giao và an ninh lãnh hải, Việt Nam hoàn toàn chủ động. Ông nói, tôi muốn nhấn mạnh từ chủ động này là vì ngoài Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội chuyên tư vấn về chính sách đường lối đối ngoại cho chính phủ, thì còn có Ủy ban Biên giới thuộc Bộ Ngoại giao, Tổng cục 2 thuộc Bộ Quốc phòng và Cục Tình báo Bộ Công an cập nhật tình hình
đánh giá rủi ro rất sát sao để tư vấn cho chính phủ đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình. Vì vậy, các lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, hải quân chưa cần phải huy động khi tình hình đang trong tầm kiểm soát. Và việc gây sức ép lên chiến dịch khoan ở lô dầu khí 0601 diễn ra ngay trước thềm Đại hội Trung ương Đảng lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nhận được nhiều tính đến. Nghĩa là họ muốn gây sức ép để làm một phép thử về bản lĩnh của các lãnh đạo Việt Nam. Theo đó, họ muốn kéo Việt Nam vào tranh chấp để đi đến đàm phán song phương về các quyền lợi trên biển. Mà nếu xa vào thì Việt Nam sẽ bất lợi và xa lầy về mặt chính trị. Cụ thể là nếu căng thẳng leo thang, hai bên sẽ có các cuộc gặp cấp cao và trước Đại hội Đảng và sẽ ảnh hưởng đến công tác cán bộ và đường lối đối ngoại. Trong khi khu vực Nam Côn Sơn nói riêng và thềm lục địa Việt Nam nói chung, thông qua các hợp đồng dầu khí, không chỉ có quyền lợi của phía chủ nhà mà có quyền lợi của các đối tác quốc tế. Ngoài ra, ở Biển Đông, ngoài các hoạt động dầu khí, còn có các hoạt động đánh bắt thủy hải sản và các nước trong vùng đặc quyền kinh tế của mình. Và nhìn rộng hơn, nơi đây có nhiều tuyến giao thông, lưu thông hàng hải quan trọng kết nối châu Á, châu Âu, Đông Nam Á và Ấn Độ Dương. Cũng có thông tin cho rằng hậu quả sẽ rất nghiêm trọng về việc này. Áp lực từ Trung Quốc đã khiến Việt Nam phải xuống nước ít nhất là 3 lần. Bill Hayton, nhà báo của BBC, đồng thời là nhà nghiên cứu Biển Đông, đã nói như vậy. Đây là hình ảnh giàn khoan Repsol đã phải rút lui khỏi Biển Đông dưới sức ép của Trung Quốc, khiến cho Việt Nam đã phải bồi thường đến tới 1 tỷ đô la. Bill Hayton nói với đài BBC tiếng Việt rằng sẽ chẳng có công ty dầu khí nào ngờ rằng Việt Nam sẽ lại không tiếp tục xuống nước như vậy trước Trung Quốc. Ngoài mất tiền, hành động này còn gây ra các hậu quả nghiêm trọng khác về quyền lợi hợp pháp trên Biển Đông và niềm tin đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Việt Nam đã tạo ra một tiền lệ tồi tệ từ vụ Repsol và nay vụ hủy hợp đồng với Noble đã đóng thêm một chiếc đinh lên cỗ quan tài trong nỗ lực phát triển nguồn trữ lượng khí ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam. Giáo sư Cathay, nhà nghiên cứu Đông Nam Á kỳ cựu cũng đã nói với bài BBC tiếng Việt. Giáo sư Cathay lo ngại rằng ngành dầu khí Việt Nam không có đủ nguồn lực tài chính để tự mình phát triển tại vùng biển quanh bãi tư chính, trong khi các nhà đầu tư tiềm năng không cảm thấy được khuyến khích bởi các hành động của Việt Nam. Họ không được đảm bảo sẽ gặt hái được gì nếu đầu tư dài hạn ở Việt Nam. Và Việt Nam cũng tổn thất vì để mất cơ hội tìm kiếm phát triển các mỏ khí carbon, giáo sư Cathay đã nói. Nhà báo P. Hayden thì cho rằng tập đoàn Noble là đòn nghiêm trọng giáng vào không chỉ ngành dầu khí Việt Nam mà cả nền kinh tế và cả hệ thống chính phủ Việt Nam. Khí đốt từ các hợp đồng khai thác với Repsol và Rosneft sẽ được sử dụng để tạo ra điện cho đất nước. Doanh thu, thuế từ các dự án này đóng góp vào ngân sách nhà nước. Nhưng giờ thì Việt Nam sẽ phải tìm nguồn năng lượng mới, phải trả tiền để mua chúng và chính phủ sẽ mất nguồn thu ngân sách. Bill Hayton đã nói như vậy. Và với những diễn biến gần đây, rất khó có thể để cho các công ty năng lượng khí khác sẵn sàng mạo hiểm đầu tư vào các khu vực ngoài khơi Trung Quốc có thể phản đối, giáo sư Cathay nói tiếp. Đây là hình ảnh lô 0703 nằm cạnh lô 13603 mà Việt Nam phải ngưng khai thác vào hồi tháng 7 năm 2017, cũng do áp lực của Trung Quốc. Bóng dáng Trung Quốc trong mọi quyết định dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông, giáo sư Cathay đã cung cấp cho BBC tiếng Việt lịch sử can thiệp của Trung Quốc vào các dự án dầu khí Việt Nam như sau. Năm 2012, Việt Nam ban hành luật biển đáp trả công ty dầu khí quốc gia Trung Quốc CNOC cho thăm dò dầu khí trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trong đó có vùng biển gần bãi tư chính, và kêu gọi các hợp công ty nước ngoài đấu thầu hợp đồng thăm dò. Vào năm 2017, thì Việt Nam phải tạm ngưng hoạt động thăm dò khai thác dầu khí của Repsol thuộc Tây Ban Nha tại vùng biển gần bãi tư chính sau khi Trung Quốc được cho là đe dọa. Tới năm 2018, thì Việt Nam chính thức chấm dứt hợp đồng với Repsol. Tới năm 2019, thì Trung Quốc cũng đưa giàn khoan Hải Dương 8 tới khảo sát bên trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, đồng thời quấy rối giàn khoan dầu khí Hulikuyu 5 của Nhật Bản và quấy rối các tàu đang tiến hành thăm dò lô 0601 theo hợp đồng của Việt Nam với Rosneft của Nga. Tới năm 2020, thì tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc lại quay lại vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam vào tháng 6, và tiếp đó vào tháng 7, tàu 5402 của lực lượng bảo vệ bờ biển Trung Quốc đã vào khu vực mỏ khí Lan Đỏ thuộc lô 0601 để theo dõi hoạt động của các nhà giàn tại mỏ khí Lan Tây. 4 ngày sau có thông báo rằng hợp đồng của Noble đối với Việt Nam đã bị hủy bỏ.
và nguy cơ cao là Trung Quốc sẽ không buông tha cho Việt Nam và Việt Nam sẽ bị tước nguồn dự trữ năng lượng tiềm năng để thúc đẩy quá trình phục hồi sau đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Giáo sư Cathay đã nhận định như vậy. Ngoài ra, nhà báo Bill Hayton cũng cho rằng khu vực mà Việt Nam hợp đồng với Nople để khoan thăm dò là khu vực rất rộng lớn, nằm gần các đường ống dẫn khí đã khai thác từ lâu và là vị trí thuận lợi để kéo nguồn đầu tư thương mại. Việt Nam cần nguồn khí ở đây để cung cấp cho nhu cầu năng lượng ngày càng lớn của đất nước. Do đó, hẳn phải có lý do nào đó ghê gớm lắm chính phủ Việt Nam mới từ bỏ dự án ở đây. Trung Quốc hẳn đã gây áp lực nghiêm trọng lên các lãnh đạo của Việt Nam, theo nhà báo Bill Hayton cho biết. Đây là hình ảnh vào năm ngoái, Thông tấn xã Việt Nam cho biết từ ngày 4 tháng 7 đến ngày 24 tháng 10 năm 2019, với tổng số 113 ngày, tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc tiến hành 4 đợt khảo sát trái phép xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Mỹ mới đây lần đầu tiên chính thức bác bỏ gần như toàn bộ các yêu sách của Trung Quốc trên Biển Đông và sát cánh cùng các quốc gia có quyền lợi ở khu vực này như Việt Nam. Nhưng liệu Mỹ có giúp gì được cụ thể cho Việt Nam hay không? Ví dụ như giúp trong các vụ việc dầu khí với Nople hay với Repsol vẫn còn là câu hỏi rất lớn. Giáo sư Cathay đã nhận định rằng cả Mỹ và Việt Nam đều có cùng quan điểm rằng Việt Nam có quyền chủ quyền đối với tài nguyên biển, bao gồm các mỏ khí ở vùng biển gần bãi Tư Chính, thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cả Việt Nam và Mỹ đều phản đối yêu sách của Trung Quốc ở bãi Tư Chính. Thế nhưng, bài phát biểu ủng hộ Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã đến quá muộn, vì Việt Nam đã đưa ra quyết định của mình rồi. Giáo sư từ Úc cũng đã nói với đài BBC tiếng Việt tại London như vậy. Và thay vì trông chờ vào Mỹ, giáo sư Cathay chỉ ra rằng Việt Nam cần bắt đầu các cuộc thảo luận ở cấp độ cao hơn. Thứ nhất là Việt Nam cần thảo luận với các quốc gia có quyền lợi ở Biển Đông vì một quan điểm chung trước Trung Quốc. Liên minh này sẽ hỗ trợ quan điểm mới của Mỹ. Việt Nam cũng cần lên tiếng xem Hoa Kỳ đã chuẩn bị đưa ra các hành động cụ thể nào, đơn phương hay hợp tác với Việt Nam hay thông qua một liên minh các cường quốc hàng hải có cùng chí hướng. Thứ hai là Việt Nam cũng cần thảo luận với Nga để xác định xem Rosneft Việt Nam có sẵn sàng hợp tác và tiếp tục hoạt động ở Việt Nam hay không, và nếu có thì Nga có gây áp lực ngoại giao lên Trung Quốc để ngăn chặn hành vi quấy rối của họ trong lô 0601 hay không. Nhưng nhà báo Bill Hayton thì nhận định rằng Trung Quốc đã thắng và Việt Nam đã thua. Ông nói, Bắc Kinh hiện có quyền phủ quyết đối với các sự phát triển dầu khí bên trong đường 9 đoạn. Nếu Việt Nam muốn sử dụng các nguồn tài nguyên ngoài khơi này, họ cần có khả năng ngăn chặn Bắc Kinh sử dụng lực lượng quân sự. Và nói một cách khác, Việt Nam cần xây dựng khả năng quân sự và thuyết phục Trung Quốc rằng họ sẵn sàng chiến đấu và có thể giành chiến thắng nếu đối đầu trên biển. Nếu không, trò chơi này đã kết thúc rồi. Đây là hình ảnh chụp của tạp chí Forbes ảnh vệ tinh vào 15 tháng 7 năm 2020 cho thấy 4 tiêm kích của Trung Quốc xuất hiện trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp. Còn ông Nguyễn Lê Minh đã nêu quan điểm như sau. Trong hai vụ Việt Nam hủy hợp đồng với Repsol và Rosneft, vì lý thuyết là giống nhau nhưng bản chất khác nhau. Điểm giống nhau là Trung Quốc luôn gây sức ép bằng việc gửi công hàm ngoại giao đến các nhà điều hành là các tập đoàn, công ty mẹ trước như Repsol và Rosneft, sau đó mới leo thang hạ đặt giàn khoan hoặc gây hấn ở Biển Đông để gây sức ép lên phía Việt Nam. Điểm khác nhau là Repsol là công ty đại chúng và không có vốn của chính phủ Tây Ban Nha, trong khi Rosneft là công ty có 35% góp vốn. Ở Rosneft Việt Nam cũng đã lên sàn giao dịch chứng khoán nhưng có 50% vốn của chính phủ Nga. Vì vậy, đối với lô dầu khí 0703, tức là mỏ cá rồng đỏ, sau khi nhận được công hàm phía Trung Quốc, Repsol đã có sự chuẩn bị và ngay khi họ nhận được đề nghị tạm dừng dự án ở phía Việt Nam, họ chỉ ra các yêu cầu quá khó như bảo lãnh chính phủ về bảo đảm khai thác, bảo toàn vốn đầu tư và rủi ro về trữ lượng trong kế hoạch phát triển mỏ đã phê duyệt trong quá trình phát triển đã nhận diện nên dẫn đến các đàm phán kéo dài và chuyển nhượng lại cho PVN. Còn đối với lô 0601, như đã nêu diễn giải ở trên, Rosneft là nhà điều hành và các hoạt động khai thác vẫn diễn ra bình thường. Lô 0601 đóng vai trò quan trọng, cung cấp hàng năm khoảng 35% sản lượng khí cho Việt Nam. Rosneft Việt Nam đang là một trong những nhà điều hành dầu khí hiệu quả nhất ở Việt Nam, nên trong trường hợp Trung Quốc gây căng thẳng leo thang, chính phủ Nga sẽ can thiệp vì họ có quyền lợi trực tiếp ở lô này.
Về chiến lược của Việt Nam, ông Lê Minh phân tích như sau. Về phía chủ nhà, Việt Nam vẫn luôn chủ động và làm hết trên tinh thần hòa bình và ổn định để phát triển dầu khí và kinh tế biển. Có thể thấy, vào ngày 11 tháng 6 năm 2020, trước khi chính thức dừng chiến dịch khoan lô 0601, các lãnh đạo Việt Nam đã điện đàm với ExxonMobil và Nga. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Tổng thống Nga và theo được hiểu, trong nghị trình chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Nga đến Việt Nam, ngoài việc làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược về an ninh, quốc phòng, sẽ đi sâu về hợp tác dầu khí ở bể Nam Côn Sơn và khu vực lân cận. Và cùng ngày, Thủ tướng Việt Nam ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã điện đàm với Chủ tịch toàn cầu của tập đoàn ExxonMobil để tái khẳng định hợp tác với ExxonMobil là rất quan trọng, đóng góp vào hợp tác chung giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Hiện ExxonMobil vẫn đang tiếp tục đàm phán với Petro Việt Nam để thúc đẩy dự án cá voi xanh ngoài khơi tỉnh Quảng Nam đi vào triển khai vào năm sau. Ngoài dự án trên, ExxonMobil đang có kế hoạch đầu tư vào các dự án khí hóa lỏng, lọc hóa dầu và sản xuất điện tử. Và từ những diễn giải và trích dẫn trên đây nói lên rằng hợp tác dầu khí và hoạt động thăm dò khai thác ngoài khơi vẫn được Đảng và Chính phủ Việt Nam quan tâm kịp thời đúng mức và tạo điều kiện để kiến tạo một môi trường đầu tư bền vững và hiệu quả. Đây là lời kết luận của ông. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp hôm nay thứ Hai, ngày 20 tháng 7 năm 2020 với bản tin Mất tỷ đô, hủy khoan dầu, Bộ Chính trị Việt Nam đầu hàng Trung Quốc. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Và cũng xin chia sẻ một chút, trong thời gian 2 tuần qua thì công ty phần mềm của chúng tôi có bận cho nên không lên sóng được đầy đủ. Và thời gian tới thì chúng tôi cũng đã sắp xếp được và sẽ tiếp tục phục vụ các bạn những bản tin mới và nóng và trung thực nhất. Từ Berlin, Trung Khoa, chào các bạn và hẹn gặp lại.